Ngày nào cũng thế, ngay từ sáng sớm, trước cổng đền Bạch Hạc đã hội tụ đủ loại xe sang từ tứ xứ. Ai dám bảo chủ nhân của những chiếc xe sang trọng này là những người nghèo và ít kiến thức. Thăm đền, làm lễ, có lẽ chỉ là thủ tục. Mục đích chính là lấy nước thiêng ở ngã Ba Hạc. Vì niềm tin tâm linh là thiêng liêng, nên ai cũng ngậm tăm, ngay cả là với người cùng trong đoàn. Chỉ có những người làm dịch vụ lấy nước thiêng là biết. Cùng là lấy nước, nhưng họ phải chế ra các thủ tục khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng của khách. Âu cũng là thêm phần huyền bí, khi khách rút ví cũng thoải mái. Cứ theo lời quảng cáo thì quả là nước ở đây cực kỳ đa dụng. Dùng làm nhà đổi mả thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng nó còn có những tác dụng thần kỳ ghê gớm. Người nghèo dùng thì giàu, người giàu dùng thành tỷ phú, thất nghiệp dùng thì có việc, nhân viên dùng thì lên sếp, thậm chí nó còn là thần dược. Để lên bàn thờ lúc cháy nắng giờ giờ, lúc có công có việc gì ta làm lễ xin tàn nhang cho thải cửa cha cửa mẹ về để ta uống. Ai cũng biết nước sông có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, da liễu. Ai chẳng biết Việt Trì là thành phố công nghiệp, một số nhà máy công nghiệp sản nước thải ra sông, trong đó có nhiều hóa chất cực kỳ độc hại. Thế mới biết lời dị đoan có thể khiến người ta coi thường sức khỏe và sinh mạng chính mình. Xét trên một khía cạnh nào đó thì những người làm dịch vụ ở đây là bậc thầy Pia. Ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết, số lượng khách đến đợi dẫn đi lấy nước có khi lên đến hàng trăm người. Nước có thiêng không thì chẳng biết, nhưng với những người làm dịch vụ ở đây thì quả là thiêng thật. Khách lên đỏ đi lấy nước, người nghèo trả vài chục, người khá thì vài trăm. Chưa kể dịch vụ bán càn đựng nước. Không có một thứ nước nào nó có thể là đảm bảo có thể chữa được bách bệnh. Rõ ràng là về quan niệm như thế là phản khoa học. Mà ở những người có tại cơ sở, tại địa phương ấy, tại nơi đó họ thổi bùng lên những cái huyền bí của cái nguồn nước đó để làm gì, để họ thu lợi nhuận. Tục lấy nước từ ngã ba sông có ý nghĩa ban đầu chỉ để cầu may, nhưng nay đã bị người ta tùy tiện sử dụng vào nhiều việc. Việc lấy nước thiêng tùy theo sự ngẫu hứng và tưởng tượng của mỗi người đã làm biến dạng đi những giá trị tốt đẹp.